Chào các anh em đang nghiên cứu kênh miền Tây Solar ha. Hôm nay là tối ngày thứ sáu ngày 23 tháng 9 2022 nha anh em. Mình lại tiếp tục lên đơn và gói hàng cho mọi người thôi. Thì trước mắt mọi người là hai cái đèn cổng nha anh em. Hai cái đèn cổng 3 tấc vuông của hãng MK được bảo hành 3 năm. 3 tấc nha anh em. Từ đây qua đây là 3 tấc ha. Cái thước em. Cái thước rồi. Trọng á. Từ đây đây là 3 tấc nè. Đấy, cho nên mình gọi đây là đèn 3 tấc vuông. Thì anh em nào có cái trụ cổng rồi mà chưa có đèn hoặc là chúng ta đây mình đo cho anh em thấy ha. Từ đây qua đây là 3 tấc nè anh em thấy không? Cái mái nhà này là 3 tấc vuông ha. 3 tấc vuông thì anh em nào có những cái trụ trụ 4 tấc ha. Trụ 4 tấc hoặc là trụ 3 tấc hoặc là thậm chí cái trụ 5 tấc anh em để này lên thì ok ha. Những bạn nào mà hồi đó giờ xài cái đèn 220, người ta đi đường dây điện khá là mệt nhọc, hoặc là người ta xây trụ rồi mà người ta chưa để lên, ta lười đi đường dây điện anh em, dây điện 220 mà lòn ống nước rồi cập ở trong xi măng đồ nó khó khăn á, thì chúng ta trang bị đèn này ha, không cần luôn một cọng dây nào hết, để lên là xài thôi mọi người, không cần một sợi dây nào hết ha. Đấy, còn thấy anh em làm trụ anh em hay chừa mấy cọng dây rồi luồn ống nước bên trong rồi đi ở dưới đất đồ rất là nguy hiểm nha. Đấy, mình đặt cái trụ cái đèn này lên quá ok luôn. Thì xài đèn 220 bây giờ ta không thích nữa ta gỡ xuống gắn này lên không? Hoặc là anh em nào mà làm trụ rồi mà chưa có đèn thì gắn này lên. Đấy, thì hôm bữa mình bán cái cặp kia là giống như mình bán trợ giá công ty. Bán trợ giá và với cái dạng gọi là chỉ có một cặp duy nhất đó thôi, là 1,9 triệu. Nhưng mà mình cũng có thông báo với anh em trong cái video đó luôn là tất cả những cái đèn này về sau là mình bán 2,2 triệu một cặp nha mọi người. 2,2 triệu một cặp. Cái loại mà 3 tấc vuông này nè là 2,2 triệu một cặp, có chữ Phúc ha. Còn mấy cái cây cảnh hay là có hình này kia là nó giá khác, giá thì trên lệch vài chục ngàn thôi chứ không có nhiều. Đấy, còn cái chữ Phúc này là 2,2 triệu một cặp nha. Anh em cần mà cần cái loại mẫu gì á, anh em kết bạn Zalo mình chụp hình mình gửi mẫu cho anh em xem. Thì đèn trụ cổng này á là nó cũng rất là kén khách hàng cho nên là mình cũng không có đem về sẵn nữa. Anh em nào mà cần á thì mình mới đem về. Bữa nay mình đem cái cặp này về gửi cho anh Nguyễn Trường Xuân. Nhưng mà người nhận là chị Đinh Thị Anh Thư ở đường Thác Nai, ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai nha. Tân Phú, Đồng Nai. Thì anh Trường Xuân, anh Phạm Nguyễn Trường Xuân, anh liên hệ với mình nha anh em. Thì anh em nào đam mê thì mình lấy cái này về trong vòng một ngày. Mình đặt công ty gửi trên xe về. Chứ còn mình không có trữ cái này tại vì cái hàng này rất là kén khách đó nè. Có người thì lấy mẫu này, người lấy mẫu kia. Mình đâu có biết anh em lấy cái nào đâu. Mình đem về mình trữ sẵn luôn. Trữ cái này bán dễ bị ế hàng lắm. Tại vì rất là nhiều mẫu, thì nó có mẫu 1 tấc mấy nè, 2 tấc mấy, 2 tấc rưỡi nè, 3 tấc nè, rồi cái mẫu lớn nhất của trụ cổng này là 4 tấc nha nè, 4 tấc. Thì 4 tấc hôm bữa mình có báo rồi đó, khoảng 3 triệu mấy một cặp á, 3 triệu 3, 3 triệu 4 diện cặp đó anh em. Là 4 tấc vuông nha, còn cái này là 2 triệu 2 một cặp nè. Đấy, thì hàng này là anh em thấy là nó bằng thiết nha nè, thiết ha, mà nó mạ một lớp đồng ha, làm như đồng đen nha anh em thấy không? Đó, mạ bên ngoài thôi chứ không phải là đồng đen mà là thiết nha anh em, không có xét nha. Còn cái miếng trắng trắng này là một cái miếng thiết ha, gõ bon bon miếng thiết trắng ha. Và ở trong đèn nó có một cái đèn sạc anh em. Anh em thấy nó chớp đỏ đỏ không? Bây giờ nếu mà nhìn ban ngày thì không thấy, nhiều ban đêm nhìn thấy nè. Anh em thấy nó chớp đỏ 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 không? Đang chớp đỏ đó. Đó, nó chớp đỏ 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 đó, nhưng mà trong camera không biết thấy không thôi. Đó thì nó thể hiện là đang sạc á. Tại vì ở trong đó nó có con led báo sạc, nhưng mà con led này nằm bên trong của đèn á. Đó, nó chớp đỏ đỏ là đang sạc đó mọi người. Đèn sạc ok hết rồi. Và mình cũng nhắc anh em luôn là cái đèn này giờ nó có thiết kế một cái công tắc ở đây nè. Hồi đó không có nha, bây giờ có nha. Nè, công tắc này nè, anh em thấy không? Công tắc rất là nhỏ đây nè. Nè, thấy không? Cái công tắc nè. Đấy, bây giờ mình bật công tắc lên nè. Nãy mình bật rồi. Đấy. Mình sẽ bấm remote và remote của đèn này lần này cũng ngon nữa anh em. Remote của hãng MK xịn luôn nè. Không phải là cái remote nhỏ nhỏ, lúc trước remote nhỏ nhỏ nha, còn giờ là remote vậy luôn nè. Đó, thì mình sẽ bấm cho anh em xem nha, on. Đấy, đây là ánh sáng màu trung tính nha anh em. Giờ ta đổi ánh sáng nè, màu trắng nè, ánh sáng màu trắng thấy không? Rồi ta đổi ánh sáng màu đỏ nè. Đó thì đổi như thế nào? Cái chữ V kép này, chữ Y này và ở giữa nè anh em, ba cái nè. Quay cho anh em thấy bên đây nè, ở giữa nè, dưới bên đây nè, là mình bấm ba cái đó là nó đổi màu đó. Đấy anh em thấy không? Màu trung tính nè, màu trắng nè, màu đỏ nè, ba màu nha. Thấy không? Ba màu, màu đỏ nè, màu trắng nè, màu trung tính nè, là ba nút nãy mình nói đó, nút này với nút giữa này, thấy không? On off ở trên,
Thậm chí anh em giảm 50% độ sáng này, giảm nè, bấm giảm thấy không? Nó tối lại thấy không? Rồi anh em tăng 100% độ sáng nè, 100% độ sáng là lên này không? Đấy thì đó hai cái đèn thấy không? Đấy. Thì có nút tăng giảm độ sáng 3 giờ 5 giờ auto đồ on off đồ đầy đủ hết nha. Nè thấy không? Đấy, à màu trắng nè, sáng màu trắng nè. Bây giờ muốn màu đỏ nè thấy không? Màu trung tính nè, ở giữa nè. Ba nút này nha, V kép, V kép Y và Y nha. Đấy thì mình nhắc lại cho anh em là 2 triệu 2 cặp vậy nè. Đấy anh em đam mê liên hệ mình. Nó có tặng tắc kê ốc vít đồ đầy đủ để mình bắt vô cái trụ cổng mình á. Đấy. Thấy không? Đấy thì cái loại này 3 tấc vuông 2 triệu 2 cặp nha, còn cái loại 4 tấc vuông là 3 triệu mấy á. 3 triệu 3 hay 3 triệu 4 gì đó để mình coi lại coi. Đó, 4 tấc vuông thì nó bự chà bá luôn anh em. Cái trụ cổng anh em 5 tấc hoặc là 6 tấc là đặt cái 4 tấc vuông lên là ok nha. Còn cái này là 3 tấc vuông thôi. Đó, ánh sáng của đèn trụ cổng thì nó không phải là sáng trưng thôi anh em. Nó chỉ sáng như cái đèn giống như là cái đèn bảo vậy thôi ha. Chứ không phải là đèn trụ cổng mà anh em bắt nó sáng trưng như ban ngày thì đâu có. Thấy không? Đèn cổng là sáng vậy đó. Đó. Cái đèn này hiện tại đang yếu điện hơn cái đèn kia, cháy hơi tối hơn đèn kia một chút. Cái này chắc nó chưa có sạc gì đâu, nó chỉ bơm miếng pin để chúng ta giống như là ta test đèn thôi. Chứ ở công ty chưa sạc đâu. Hai này nó nằm chung ở một cái thùng đó anh em. Nói chung là nó là một bộ nha, một bộ với nhau. Thùng đó có giá 2 triệu 2 thùng. Ở phí vận chuyển thì anh em trả thùng đó chắc cũng vài chục ngàn thôi. Vài chục ngàn thôi phải không? Đèn này nhẹ mà. Đấy đam mê liên hệ mình nha. 0766874311 nha. Đó giờ mình đổi màu cho anh em coi lần nữa nè, đó màu đỏ nè. Đỏ đỏ lét luôn phải không? Hai cái đỏ lét luôn. Rồi màu trung tính nè. Rồi màu ấy nè, trắng nè. Thì mình nhắc lại nha, chữ V kép nè, V kép Y nè và chữ Y nha. V kép, V kép Y và chữ Y nè. Đấy, để anh em về nhà không biết bấm được nào nha. Sau khi chúng ta test rồi, chúng ta sẽ tắt bằng cái công tắc ở đây nè. Đèn này bây giờ nó có công tắc nha. Đèn lúc trước không có, đèn này có nha. Đó, tắt rồi, tắt cái là giờ bỏ vô thùng thoải mái, không có bị cháy trong thùng ha. Đây, đam mê liên hệ mình. Đó, mình cái này không có sẵn nhưng mà mình có thể đặt hàng đem về bán cho anh em mọi lúc mọi nơi nha. Đặt hàng tốn ngày thôi chứ không có nhiều đâu. Đấy, ngon lành chuẩn chỉ mới trong thùng ra ha. Màu đồng nha anh em. Sơn màu đồng ha.